Hương Thảo mến chào các bạn đã đến với chuyên mục Chuyện cuối tuần trên kênh YouTube Báo Nghệ An. Đêm nay hướng tới kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2020. Chuyện cuối tuần xin gửi đến các bạn những lá thư cảm động từ tiền tuyến gửi về hậu phương, những lá thư thấm đẫm xúc cảm, lý tưởng sống và khát khao cống hiến. Những lá thư mà Chuyện cuối tuần sẽ gửi đến các bạn ngay sau đây được trích từ hồi ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Nguyễn Văn Thạc là người đã đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn lớp 10 toàn quốc năm học 1969-1970. Nguyên là sinh viên xuất sắc của khoa toán cơ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh nhập ngũ năm 1971, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 tuổi đời. Trong những lá thư gửi về hậu phương, có những lá thư viết cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình, cũng có những lá thư ấm áp tình cảm dành cho người bạn gái như anh. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày 2 tháng 10 năm 1971, nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu, mình còn là sinh viên. Bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy đường, thầy đạo. Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế, hay chẳng còn bao giờ nữa. Có thể lắm, mình đã lớn rồi, học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã góp được gì đâu, chỉ còng cõi vì trang sách, gầy xác đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích, sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ ngày 9 tháng 3 năm 1971, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và hoa bằng lăng nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi. Mỗi người một phương, các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm Bắc Hà thật thanh bình, thèm quá. Nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi Bạch Đàn, mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá Yên Duyên, Yên Sở. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một gốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thong thả thay màu nước và ngôi sao hôm trầm tư kiêu hãnh đã mọc lên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa khi bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị. Bài quốc ca của ta, của ta. Khóc không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động, vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả, mình ngước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bò ra, nhìn xuống lòng đường, khoảng trời nho nhỏ của riêng mình đó. Một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua để mình gọi. Bây giờ là chia tay, xe lăn bánh, êm ru, xe đi êm mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thỏ tay ra cửa. Xe ơi, lao nhanh hơn, cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả đời thanh xuân của mình. Hơn cả khi trên tay phập phồng từ quyết định, vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục xanh màu lá. Anh sinh viên quen màu trắng áo của cánh cò, quen màu xanh da trời tháng nắng. Mình trút bỏ không thương tiếc và trìu mến khoác lên mình màu áo màu xanh đấy,
màu xanh của núi đồi và thảo nguyên, của ước mơ và hy vọng, màu xanh bất diệt của sự sống. 9:30 phải vào màn, nhưng ta thức trọn một đêm với bốn bể đang rạng sáng, mặt trời mọc và em bé đã ríu rít ở hàng ô tô xén gọn. Một tiếng võng kêu, một vệt nắng kẻ ở ngoài hiên, một con nịn răng tơ trên cành ổi. Có gì khác với nơi ta ở, nơi ta gửi gắm tuổi thơ. Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi bùn oi nông. Ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch. Ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì màu xanh non, tươi trẻ có công vun đắp của dòng sông. Có phải lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kỳ lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố. Sông Tô ơi, mai ta trở về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố. Hôm nay, đi bên sông, dưới cái nắng chang chang, trên vai là ba lô con cóc của Trường Sơn, không thể nói là nhẹ được, quai đeo thít vào vai, ép lồng ngực lại. Đau và bỏng sát, khó thở, đè lên hông, ép vào lưng, ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy. Ta đặt ba lô và cười luôn được. Ừ, cuộc đời ta là thế, phải cười và phải vui. Bài hát ta yêu là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Thằng Mỹ, nó là cái gì mà mơ hồ như thế? Đi bộ đội, mình cảm thấy hơi mông lung trong việc nhìn nhận kẻ thù. Hố bom còn toác ra ở trên đồi, và cảnh làng xóm tiêu điều bị tàn phá ngày 29 tháng 2 năm 1968. Ta đâu có quên, mặt mũi thằng Mỹ thế nào? Hẳn đó cũng là khuôn mặt người bị bóp méo sọc sạch. Hẳn đó là một bộ mặt nhăn nhúm trước ánh sáng mặt trời. Đêm ấy thật đau lòng, hồi chiều bị ném 40 quả bom, điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ. Ngọn đuốc nứa thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc. Sao giống chiếc quan tài như thế? Ta ngồi đây thanh bình như thế, nhưng ở cuối trời Tổ quốc, bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đang đổ máu, đang dập gãy từng khúc xương, đang bị kẻ thù đày đọa và các đồng chí của ta. Anh giải phóng quân kiên cường đang nín thở chờ đợi giờ xung trận, đang đói rét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già. Vậy là lại đến giờ đi ngủ. Những cơn gió liu riu trên cành tre đưa ta vào cơn mơ. Ta lại trở về với cái ngõ nhỏ của mình. Lạc lõng ư? Có lẽ nào? Ta biết giấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi Trường Sơn không có dấu chân ta, khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu. Ngày 2 tháng 12 năm 1971, chưa bao giờ mình xa nhà lâu như thế này, chưa bao giờ nhớ cha mẹ, anh em và bè bạn như bây giờ. Bọn nó trốn về nhiều, có lẽ vì không chịu được cái cảnh nhớ nhung đáng sợ này. Từ đây ra đường 18 chỉ có một khoảng đồng. Ở xa này, nhìn ô tô, xe đạp lăn từ tốn qua các thân cây mà muốn chạy vù xuống đó. Rồi Hà Nội, gia đình, đường Nguyễn Ái Quốc và phố Nguyễn Du. Bao nhiêu điều hứa hẹn còn bỏ dở, bản nhạc dừng lại ở âm da diết nhất. Như anh, giữ ngón tay yêu dấu ấy ở phím đàn và đừng buông ra, đừng buông, nghe thấy không? Như anh, đừng mỏi mệt. Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực luôn hun cháy lòng mình, đó mới là điều quan trọng. Thư cho Phong, mình viết. Còn nhớ không Phong, dạo lớp 10, Phong đọc trước lớp bài Đường Chúng Ta Đi khiến hai đứa mình cảm động. Ở cái cành ổi đã nhẵn bóng phết tay mình, Phong với mình ao ước được sống những giờ phút như thế. Giờ phút, Phong bảo con người với đất nước là một và người lính trở thành con người lý tưởng của thời đại. Mình gửi cùng lá thư là những đoạn đường chúng ta đi học thuộc từ hồi đi học. Phong có nhận được không? Qua Trường Sơn, qua dốc Bà Định, dốc Nguyễn Chí Thanh, qua chặng đường quyết thắng,
và trong bom đạn, Phong có trả lời câu hỏi mà cuộc sống đặt ra. Thường thì, do tác động tích cực của văn học và sách báo tuyên truyền, người ta có suy nghĩ và cảm xúc tiến bộ, khá mãnh liệt là đằng khác. Nhưng ít ai kiểm tra mình xem tình cảm và suy nghĩ đó có thật là bản chất của mình hay không. Có thật nó bắt nguồn dễ sâu xa từ tận cùng cảm nghĩ, từ đáy lòng mình. Có ai tự kiểm tra mình, tự kiểm tra cảm xúc và suy nghĩ của mình, xem bản thân mình có lấy những dung cảm tốt đẹp đó làm quan niệm sống, chứ không phải là một thứ đồ trang sức rủng rẻo. Ngày 24 tháng 12 năm 1971, gấp cuốn sách vào và suy nghĩ về Pavel, nhân vật chính trong Thép đã thôi thì đấy. Những trang cuối của tiểu thuyết để lại cho mình nhiều chấn động mạnh hơn cả. Mình chú ý nhiều đến bức ảnh Pavel ngồi như một ông già nhưng sôi sục ngọn lửa sống. Lúc ấy ở bên bờ biển và ánh nắng đã nhạt dần. Cái gì nấp đằng sau con người ấy? Cái gì làm nên nghị lực phi thường và dễ hiểu của Pavel? Thật dễ hiểu. Mình thèm khát được sống như thế, sống trọn vẹn cuộc đời mình cho đảng, cho giai cấp, sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng. Ngày 30 tháng 4 năm 1971, 4 năm nữa Như Anh đã trở thành con người hoàn chỉnh, đã có thể trả lời câu hỏi hạnh phúc là gì. Chào ôi, Như Anh bé bỏng của Thạc, sao câu trả lời của Như Anh lại hay và đẹp đẽ thế? Ừ, phải rồi, khi nào trở thành người lớn thực sự, khi nào đóng góp được cho Tổ quốc, khi đấy ta mới trả lời được hạnh phúc là gì. Cảm ơn thầy Nga Văn ngộ nghĩnh của Như Anh đã giúp cho Thạc hiểu được khía cạnh đẹp đẽ ấy của tâm hồn bạn. 4 năm nữa, biết bao sự kiện sẽ xảy ra. 30 tháng 4 năm 1975 thì Thạc và Như Anh đang ở trong tình trạng nào? Như Anh ơi, hứa với Thạc đi, 30 tháng 4 1975, dù chúng ta có thể giận, ghét nhau đến đâu đi nữa, dù thế nào cũng sẽ viết cho nhau những dòng chữ hạnh phúc là thế nào nhé. Chắc chắn rồi, Thạc sẽ nhớ lời hứa này và sẽ chuẩn bị ý tứ cho bức thư ngày ấy bằng cuộc sống 4 năm sắp tới. Phải, thời gian sẽ là người chứng kiến cuộc sống của chúng ta. Có thể có nhiều biến cố và thử thách sẽ đến. Nhất định thế, vì Như Anh hãy nhớ rằng, đời Thạc, một cuộc đời đầy dẫy mâu thuẫn và đau khổ, đầy ước mơ và dạo dực, đầy những dằn vặt và thử thách lớn lao. Thạc sống không bình thường và không muốn sống bình thường. Muốn có nhiều thử thách, nhiều lang bạt, muốn như cánh chim đại bàng đứng trên đỉnh núi cao, nhìn ra bốn phía, nơi nào có bão táp, có mưa, có gió là nơi Thạc sẽ đến. Thạc sẽ không chỉ đơn thuần là một sinh viên tổng hợp toán, Như Anh hãy nhớ thế. Đừng một lúc nào nghĩ Thạc là một ngài sinh viên nhé. Không, Thạc không chỉ tầm thường là một ngài sinh viên đâu. Thạc đã và sẽ sống 2-3 cuộc sống gian khổ, phức tạp cho đến khi nào Thạc không còn tồn tại, khi đó mới hết những cơn giông tố. Như Anh chưa thể hiểu được câu Thạc viết, Như Anh là một điều đau buồn của Thạc, Như Anh là màu xanh da trời kỳ dị, Như Anh là trái mơ chua. Phải, Như Anh chính là như vậy, Như Anh sẽ là điều đau buồn của tâm hồn Thạc, vì Như Anh sẽ chẳng ở lâu với Thạc. Như Anh sẽ xa và quên Thạc, sẽ để lại cho Thạc một khoảng trống mênh mông, sẽ lấy đi của Thạc một nguồn động viên an ủi, một âm thanh. Không, cả thế giới âm thanh, cả một khu rừng muôn vàn cây lá, muôn vàn tiếng chim lích tích, lạnh lót và ngân dài. Sẽ lấy của Thạc cả một dòng sữa và một dòng ánh sáng. Màu xanh da trời kỳ dị kia, ừ, cũng là Như Anh đấy, quen thuộc và gần gũi, thân yêu và trong sáng, giản dị nhưng vô cùng độc đáo và đẹp đẽ, nên thơ, rất cao và rất gần, rất rộng nhưng nó nằm trọn vẹn trong ánh mắt. Màu xanh da trời, chao ôi, không bao giờ người ta có thể nắm lấy nó, để bàn tay lên nó, chưa bao giờ được thực sự gần gũi nó cả. Cái màu xanh ấy, màu xanh da trời kỳ dị, nó ở xa, rất xa và ở trên rất cao. Lúc nào và hôm nào ta cũng thấy, cũng ngưỡng mộ, nhưng đó là màu sắc của bầu trời.
cảm ơn Như Anh đã gửi núi đồi, thảo nguyên cho Thạc. Câu chuyện làm sao động tâm hồn Thạc nhiều. Và cái quạt nữa. Chỉ tiếc, nếu dùng luôn thì một lúc nào đó sẽ rách. Như Anh tặng Thạc cái gì giữ được ấy. Chứ quạt thì khó giữ lắm, mà rách thì rất tiếc. Thư đã dài rồi mà chẳng nói được gì cả. Như Anh sẽ trả lời Thạc chứ. Không biết thư này đem đến cho Như Anh niềm vui hay sự phiền toái. Thạc chỉ muốn Như Andersen đem đến cho Như Anh quả thông và lá cỏ, đem đến cho Như Anh những câu chuyện có thực mà như một giấc mơ. Các bạn thân mến, những bức thư cảm động của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc được Chuyện Cuối Tuần trích đọc từ cuốn hồi ký Mãi Mãi Tuổi 20 do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Qua những trích đoạn thư, chúng ta có thể cảm nhận được những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến. Hy vọng rằng trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, những giây phút lắng lại cùng thư tình thời chiến mà Chuyện Cuối Tuần vừa gửi đến các bạn sẽ góp thêm những suy ngẫm về lẽ sống trên đời, về lý tưởng, hoài bão của một thế hệ thanh niên. Cảm ơn các bạn đã cùng Chuyện Cuối Tuần trải qua một buổi tối thật ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.